lịch Hoa Khôi bóng chuyền Việt Nam Hoàng Thị Kiều Trinh sẽ sang Thái Lan khi nào? Thưa quý vị, theo kế hoạch, ba nữ tuyển thủ Kiều Trinh, Lâm Oanh và Nguyệt Anh sẽ cùng với đội bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin sang Thái Lan tập huấn nhằm chuẩn bị cho vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2023. Cụ thể, đội bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin sẽ sang Thái Lan vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm nay. Đã nói, khoảng thời gian trên sẽ trùng với thời gian mà Kiều Trinh, Lâm Oanh và Nguyệt Anh thi đấu ở ASEAN 2023 cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Vì vậy, ba vận động viên này có thể sẽ sang tập huấn muộn hơn do phải thi đấu ở ASEAN. ASEAN 2023 được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. Còn môn bóng chuyền trong nhà nữ sẽ bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 với 13 đội tuyển tham dự. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu tiến vào bán kết ASEAN năm nay.